Cả nhà ơi, hôm nay mình đi tiếp nha. Đây là mình có cây sung nè. Cây sung này thì do cháu chồng mình cho đó. Lúc mà cho thì nó nhỏ nhỏ thôi. Hôm nay thì là nó đã có nhiều trái như vậy rồi. Cành nào cũng có trái ha. Ngược lại thì cây bên này tuy cao nhưng mà chỉ có vài trái thôi. Đây là một cái rừng bonsai ông xã mình làm đó. Nó là cây pink snowberry. Ở bên đây có hai cái cây bonsai nhỏ ông xã mình mua từ cái cây bình thường ha, xong rồi ảnh về ảnh chuyên thành một cái cây bonsai nhỏ nhỏ đây. Ở bên đây thì mình có mấy cây blueberry này. Nay thì thấy cũng ra hoa ra trái nhiều đây. Trong 4 cây thì có cây này là ít trái, có vài trái chút xíu ở đây thôi. Vài bông thôi, không biết có đậu trái không. Em này thì nhỏ nhỏ mà có vỏ nha các bạn. Nhỏ thôi nhưng mà trái quá trời luôn. Và đây là cây bông hồng bữa ông xã mình mua chung với cây nho đó, 8 đồng 99 là Home Depot đó. Bên đây thì mình cũng có hai cây, nó là cây pink popcorn berry. Còn đây là cái cây cây maple mà hôm bữa nó xum xuê đó, hôm nay ông xã mình cắt tỉa đi. Nó cũng có cái dáng đẹp lắm, cây bonsai á các bạn. Đây là cây rau nè, chị bạn cho là bông nhỏ nhỏ đẹp ha.
Mấy nay ông xã mình làm hòn non bộ nè. Bên này thì mình có hai cây kiwi. Hai cái cây kiwi này á, có cái gốc, một cây gốc cũng đẹp lắm. Đó, dạng bonsai á các bạn. Và đây là mấy cái cây sen đá này. How are you? Thanks. Bây giờ mình đi, hôm nay thì mình có bao nhiêu đó để mình giới thiệu với các bạn những cái phần bông hoa rồi bonsai chút chút như vậy. Mấy cây cà chua của mình hôm nay nó cũng lớn được như đây này nè các bạn. Hôm nay mình có nhiêu đây thì share với các bạn, thì sau một tuần mình đi làm á, thì thấy cũng ok. Nhiều hãng thì mỗi ngày họ cũng check nhiệt độ trước khi mình đi vô làm, rồi mình làm trước đây thì mình làm dây chuyền, nhưng mà bây giờ thì là họ cho một người làm một cái hàng từ A tới Z luôn, và đứng cách nhau mỗi cái bàn 6 mét thì cũng có một cái cảm giác an toàn hơn. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn như vậy, và chúc các bạn một ngày vui vẻ, bình an, và mong rằng đại dịch này sớm qua đi để mọi người được sống bình an với gia đình và